mắt lên đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có nhiều thông tin nổi bật như Hà Nội thông tin chính thức khu sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo trước tình trạng lãi suất ngân hàng tăng cao, xác minh các dự án của Alibaba có dấu hiệu lừa đảo khách hàng cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tố cáo và kiến nghị về đất đai tại khu vực sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức về quá trình việc quản lý sử dụng đất tại khu vực này và khẳng định đây là đất quốc phòng. Theo đó, đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành quyết định giao đất cho đơn vị quân chủng phòng không không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định. Từ thời điểm quyết định số 5383 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2014 trở về trước, không có sự tranh chấp về diện tích đất đai tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan. Phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo, kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 268 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết số 13, nghị quyết trung ương của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, tại báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, 15 trên 20 chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng đã báo cáo ý tưởng quy hoạch với Ủy ban Nhân dân thành phố là cơ sở để triển khai thủ tục tiếp theo. 5 khu còn lại đang được nghiên cứu lập phương án. Bên cạnh đó, báo cáo nêu nhiều kết quả nổi bật thành phố đã đạt được trong phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lực, thủy lợi, cấp nước, cũng như trong các lĩnh vực phát triển thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, v.v. Đặc biệt, trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, thành phố đã phê duyệt 57 trên 68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án là 83%, theo diện tích là 86%, hoàn thành lập một số đồ án, trong đó đã phê duyệt thiết kế đô thị tuyến đường Xuân Thủy, phê duyệt 10 nhiệm vụ thiết kế đô thị, phê duyệt quy định quản lý quy hoạch kiến trúc cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, v.v. Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã tăng mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên mức khá cao nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tín dụng của các tổ chức tín dụng. Cụ thể, kể từ đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động Việt Nam đồng nhiều ngày gần đây liên tục xuất hiện các mức lãi suất trên 8%, thậm chí tới 8,5% trên năm, được các ngân hàng trả cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Điển hình, trên biểu lãi suất mới cập nhật, Agribank đã tăng lãi suất tiền gửi lên 8,5 trên năm dành cho khách hàng cá nhân. Trong khi đó, VIB đưa ra chính sách ngày vàng hút tiền khi đẩy lãi suất lên đỉnh 9,1%. Áp dụng từ ngày 20 đến 24 tháng 8, cử kỳ hạn càng dài, lãi càng lớn. Trước cuộc đua lãi suất này, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã phát đi công văn số 6669 Ngân hàng Nhà nước CSTT về việc lãi suất huy động của các tổ chức ngân hàng. Nội dung công văn cảnh báo, động thái tăng lãi suất này làm tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng, tạo ra diễn biến tâm lý tiêu cực trên thị trường, có nguy cơ dẫn đến cuộc đua về lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng, gây bất ổn thị trường tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tín dụng của các tổ chức tín dụng và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, trong đó bao gồm cả biện pháp thu hẹp chi tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức ngân hàng vi phạm.
Mới đây, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một trường hợp lập dự án ma và làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tên chủ sử dụng là Nguyễn Văn Tiến, số CH09983. Theo đó, khu đất lập dự án ma thuộc thửa đất số 101, 113, 114, 115, tờ bản đồ số 2 thuộc tổ 33, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12. Theo quyết định số 6706 QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000, vị trí khu đất thuộc khu quy hoạch công viên cây xanh 150 ha. Trước đó, trong một thông báo phát đi, Ủy ban nhân dân quận 12 cho biết, hiện nay tình hình vi phạm trong hoạt động xây dựng, tình trạng san lấp, đầu tư hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích ghi trên giấy chứng nhận trên địa bàn phường Thạnh Xuân đang diễn biến phức tạp. Các hoạt động đang diễn ra vào các ngày nghỉ lễ và ban đêm nên đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý kịp thời. Qua công tác kiểm tra, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân đã phát hiện các trường hợp người dân tự ý san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tự phân lô bán nền. Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân cũng ghi nhận các khu đất này đều không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở, cấp giấy phép xây dựng và tách thửa. Vì vậy, hạng mục xây dựng mới trên các khu đất này là xây dựng không phép. Do vậy, Ủy ban nhân dân quận 12 sẽ thực hiện xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ các khu phân lô trái phép này theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân quận 12 đề nghị người dân lưu ý thông tin để cảnh giác, tránh bị lừa đảo, thiệt hại tài sản. Mọi thông tin về tình trạng đất và quy hoạch sử dụng đất, nhân dân có thể tra cứu trên hệ thống thông tin quy hoạch trực tuyến của quận 12 hoặc liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân quận qua đường dây nóng 028 3982 6312, số máy nhánh 115. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quảng cáo các dự án của công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn. Qua xác minh của Công an, công ty Alibaba hiện có một chi nhánh và một đơn vị liên kết đều tại xã Long Phước, huyện Long Thành. Tính đến năm 2016, đến tháng 7 năm 2019, công ty Alibaba đã quảng cáo trên website dieocalibaba.vn là thành lập 29 dự án khu dân cư trên địa bàn các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhân Trạch. Trong đó, nhiều nhất là tại huyện Long Thành với 27 dự án. Chỉ riêng tại xã Long Phước có đến 21 dự án. Công an tỉnh khẳng định, việc công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai. Đáng chú ý, một số dự án của công ty này đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế vi phạm như dự án Alibaba An Phước có diện tích 1,39 ha. Dự kiến phân 103 nền bị Ủy ban nhân dân huyện Long Thành xử phạt hành chính về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Dự án Alibaba xã Phước Bình có tổng diện tích 11,7 ha, dự kiến phân 344 nền bị Ủy ban nhân dân xã Phước Bình xử phạt hành chính về hành vi không thông báo khởi công công trình, tháo dỡ bảng quảng cáo và bị đình chỉ hoạt động xây dựng trái phép. Dự án Alibaba Nhân Trạch xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch bị Ủy ban nhân dân xã cưỡng chế xúc toàn bộ đá xây dựng ra khỏi khu vực. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo đó, dự án khu phức hợp trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ có tổng chi phí thực hiện dự kiến chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là 1.659 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án này nằm ở các lô đất ký hiệu 1, 12 và 1, 20 thuộc khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng diện tích đất là hơn 158.000 m², chưa bao gồm diện tích đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn và kênh số 1. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư được lựa chọn phải được ưu tiên đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh và xây dựng khu trung tâm, hội nghị triển lãm. Đến nay, các khu đất nằm trong khu vực dự án vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án là 72 tháng. Sáng nay ngày 28 tháng 8, theo ghi nhận giá đô la Mỹ có biến động nhẹ, đa số các ngân hàng thương mại niêm yết giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.140 đến 23.260 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ mua vào bán ra.
Cụ thể, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.129 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.120 đồng ở chiều mua vào và 23.775 đồng chiều bán ra. Đầu giờ sáng 28 tháng 8, đa số các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.140 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ ở chiều mua vào và 23.260 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ ở chiều bán ra. Vietcombank, Viettinbank và BIDV cùng niêm yết ở mức 23.140 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ ở chiều mua và 23.260 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ ở chiều bán. Tại ngân hàng ACB, giá đô la Mỹ hiện là 23.155 và 23.255 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ chiều mua vào và bán ra, tăng 5 đồng so với phiên liền trước. Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 28 tháng 8 giờ Việt Nam, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Đô la Mỹ đứng ở mức 1 euro đổi 1,11 đô la Mỹ, 106,03 yên đổi 1 đô la Mỹ và 1,2286 đô la Mỹ đổi 1 bảng Anh. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn sự đồng hành của sàn bất động sản Maclen. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.